Vâng, Đồ Gỗ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video của kênh chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bức cơ sở vừa phun sơn PU và hoàn thiện xong cho cặp lục bình nguyên khối và chất liệu bằng gỗ sa cừ. Và cặp này thì bức cơ sở làm theo yêu cầu của anh Lân ở Quang Minh, Ba Vì, Hà Tây. Và anh đã liên hệ trực tiếp cho bức cơ sở để đặt mua cho đôi có chiều cao 1m60, đường kính 45, hàng trơn, nguyên khối. Vâng, và anh yêu cầu phun màu giả hương trước mắt quý vị đang theo dõi đây. Và bên cơ sở cũng vừa phun xong và chuẩn bị giao giả đến tận nhà anh. Và trước khi lên xe thì muốn gửi tới tất cả quý vị khách hàng được chiêm ngưỡng về cặp lục bình nguyên khối chất liệu gỗ sa cừ đây. Vâng ạ. Và hàng này thì bên cơ sở làm là hàng chọn gỗ sa cừ đỏ cực kỳ đẹp và vân gỗ tự nhiên. Vâng ạ, vân gỗ tự nhiên. Và đôi này thì cực kỳ là to, bụng cực kỳ là to và bự. Vâng, chiều cao 1m60. Và hiện tại thì bên cơ sở sẵn rất chi là nhiều cặp lục bình nguyên khối các loại kích thước. Vâng ạ. Và quý vị anh chị nào cần đặt đôi cao bao nhiêu thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để được tư vấn cũng như là đặt mua theo số điện thoại của quý khách, có thể gọi điện theo số 0354318894 hoặc là kết bạn nhắn tin qua Zalo theo số 0354318894. Bên cơ sở sẽ gửi ảnh chi tiết các đôi quý vị cần tham khảo. Vâng, và cũng xin báo giá cho cặp lục bình nguyên khối 1m60, đường kính 45 trên đây, sân view đẹp đẽ, có giá 16 triệu đồng. Và bên cơ sở miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người. Vâng, giao tận nhà mọi người. Vâng ạ, cực kỳ là đẹp cho đôi nguyên khối 1m60, đường kính 45. Vâng, và cũng xin được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị khách hàng ở những video lần sau. Và xin chào mọi người.